Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã đến với Family Fun Time Review. Hôm nay mình sẽ ăn món gỏi cuốn với lặn tôm với thịt nha cả nhà nha. Thì giờ ở đây là mình có là hành tỏi băm nha. Bây giờ mình gia vị nha. Bột ngũ vị hương cả nhà. Mình bỏ chút cho cái miếng thịt của mình nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bột nêm nha. Xíu muối, xíu đường, bỏ cho xíu nước mắm nha. Và cho xíu tiêu. Giờ mình trộn cái này lên nha. Giờ mình lấy cái này mình bỏ lên thịt mình ướp nha. Ok, bây giờ mình sẽ để cái thịt của mình cho nó thấm 30 phút sau mình đem đi nướng nha cả nhà nha. Bây giờ mình đem đi thịt mình đem đi nướng nha. Bây giờ mình bỏ vô cái lò air fry của mình nướng nha. Đậu phộng mình để mình ăn với lặn cái cuốn nha. Thì ở đây mình có cái hũ bơ nè, bơ đậu phộng á, bây giờ mình bỏ vào đây nha. Bỏ thêm tương ăn phở vô nha cả nhà. Đậu phộng mình nó tan rồi đó. Mình sẽ thêm muối vô đây nha. Chút xíu đường. Chút xíu tiêu nha. Cho chút xíu bột nêm. Ok, cái nước của mình, nước sốt của mình ok rồi nha cả nhà. Nó đặc hơi đặc rồi nè. Thì cái này bây giờ mình sẽ đổ ra cái chén. Rồi chút nữa mình chấm với lần cuốn bánh tráng nha cả nhà nha. Hello cả nhà, hôm nay gia đình mình ăn gỏi cuốn nha. Đây mình có thịt với lòng tôm. Cả nhà, mời cả nhà ăn chung. Để bên đây luôn đi cho mẹ kìa. Mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Mẹ gấp tới không? Cuốn rau với bún
Ăn cái này là no nê luôn nè. Có bún nữa nè. Thử đây nước sauce bơ đậu phộng nha cả nhà. Đã. Đậu phộng là ngon à. Nước sốt nữa nha, mình làm vừa ăn ngon. Béo mà mặn ngọt ngọt. Đã. Thịt mình nướng ăn ngon hơn luộc. Thịt ở cả nhà mình nướng, mình ướp mình nướng ăn nó đậm đà hơn là mình luộc. Nhà mình thích ăn ướp và nướng ngon hơn. Thịt thôi. Luộc có ăn lạt lẽo lắm nha. Cuốn với rau ăn đã luôn. Cuốn với bún là ngon thiệt á. Ngon hả? Ừ. Cuốn của mình thầy ngon lành luôn. Ngon cuốn nhờ tôm thịt nhờ bún cho nó tròn nhờ ngồi nghĩ cái kia đấy. Không biết cuốn cuốn làm sao cũng kệ đi, nó cũng vô bụng cả nhà. Cuốn mình ăn phải cuốn mình bán thôi không cả nhà. Cái nước sốt ngon thiệt luôn á. Ăn nó muốn nhát. Đã không? Ngon. Bà còn thử con cuốn nữa nha. Mình thử con cuốn cái kiểu đẹp thôi nha cả nhà. Ngon con cuốn. Cho hai miếng tôm nè. Một miếng thịt ở chính giữa này nha. Bỏ bún trước. Bỏ bún trước hả? Cái này là mẹ mình chỉ mình cuốn nha cả nhà. Rồi, bỏ rau lên. Cuốn ăn phải cho đẹp mắt ha. Tập mai mốt mở nhà hàng. Tập mai mốt mở nhà hàng nha cả nhà. Mở nhà hàng cả nhà ủng hộ không? Thử nha. Thử thì nó có đẹp không nha. Tạm được nha cả nhà. Mình cuốn xấu lắm, mình không có cuốn đẹp được. Nhưng mà kệ đi cả nhà, vô bụng được. Ngon được. Cũng không được đẹp. Ngon quá.
Nhờ con nhờ cái nước sốt cho nhà. Sốt vừa là họ ngon. Dễ làm nữa con nhà ơi. Bơ đậu phộng, bỏ tương ăn phở, chút xíu gia vị muối, đường, một ngọt luôn. Ngon. Vừa ăn. Đã quá à. Ngon ơi là ngon luôn. Mày xếp đi. Mày thử nè. Cuốn mà cuốn đẹp là mình cũng không được cả nha. Mình chỉ là cuốn để ăn vô bụng. Cuốn nhanh cuốn gọn vô bụng. Mình nói là cuốn nhanh cuốn nói vô bụng ăn cho rồi. Ngon ghê. Quá là ngon. Rất ngon. Ok, cũng ok. Con nói là cuốn không bằng ở ngoài nhà hàng cuốn đâu. Nhà vậy là cũng đẹp rồi. Nhà hàng nó cuốn đẹp lắm cả nhà. Công công phục mấy người làm nhà hàng. Cuốn không được ăn tôm thấy rõ luôn. Dạ. Mình là chỉ có nấu ăn để nhà ăn thôi nha cả nhà, vô bụng mình. Không phải đâu, nó cuốn rau cuốn cuốn rau cuốn bún trước, xong rồi tới đề, bài đề em đây nó mới bỏ tôm bỏ thịt. Nhấn rồi đó. Mình thử em thử cuốn để mình ăn hết cuốn này mình thử thử nha. Đúng rồi, bỏ tôm thịt nó gần hoài ha. Thì nó mới thấy rõ được. Để con thử. Ngon lắm, lâu rồi ăn thịt ngon lắm nha. Thịt ướp cuốn ngon. Nó thấm dừa. Mình ướp đó coi nhà. Mình ăn nó đỡ hôi cái mùi heo hơn. Mình luộc mình ăn nghe cái mùi heo đó. Thịt nó lạc. Thịt nó lạc. Ngon. Công nhận mình làm nước sốt ngon. Tự làm tự khen nha cả nhà. Ngon thiệt mà. Ngon ngon thiệt. Nước sốt ngon thiệt. Trời trời cuốn thử nè. Mà bún. Sẽ bấm bún với rau trước nha. Với ngò ha. Cuốn lại trước. Không được mềm. Không cần bể đầu hả? Kệ. Bể đầu thử coi. Bể đầu. Rồi tới đây mình mới bỏ tôm vô đây. Thử coi nha.
thử nó có đẹp không ha. Miếng thịt nữa. Bự. Đó. Ha ha, ta đỡ đây hơn. Đỡ hơn 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 cuốn hồi nãy không cả nhà. Đỡ được đó, giống thôi. Giống cái này nó bỏ còn cái kia nó để một cái đầu ra nó bỏ cọng hẹ nữa mà mình không để. Có cái hẹ giờ mày có cái này thôi cả nhà thì cũng được rồi. Đẹp không? Cũng đẹp rồi đó. Ngon quá. Quá sức ngon. Ngon. Ngon lắm luôn. Ngon mình no. Có bún á. Ngon ngon. Cái da cái nha. Mình nướng giòn nãy á. Nhưng mà nó không có giòn mà giòn rượm. Sốt. Nó giòn mà cũng còn hơi cứng cứng. Nên mình không có cắt cuốn để mình ăn ở ngoài riêng thôi cả nhà. Cuốn do mình sợ ăn chung nó khó ăn á. Để mình ăn không. Trời quá lắm. Ok cả nhà ơi, hai mẹ con mình ăn tới đây thôi nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của hôm nay. Cả nhà hãy tiếp tục ủng hộ những cái video kế tiếp nha cả nhà nha. Hãy đăng ký và like và share giùm cho gia đình mình nha. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye.